Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Bất ngờ về nhân thân của kẻ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội. Tối ngày 16 tháng 8, trao đổi riêng với phóng viên thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhắc lại nội dung hồi 16 giờ ngày 15 tháng 8, Công an thành phố tổ chức hội nghị thông tin báo chí về kết quả điều tra ban đầu vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 14 tháng 8 tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8, thời điểm sau khi kết thúc hội nghị thông tin báo chí của Công an thành phố, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã xác minh chính xác lý lịch, nhân thân đối tượng là công an. Cụ thể, đối tượng bắt cóc là Nguyễn Đức Trung, có cấp hàm Thượng úy, là cán bộ đang công tác tại đội tham mưu phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu công an, nhân dân theo quy định của ngành công an đối với Nguyễn Đức Trung để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết. Căn cứ nội dung thông báo và đề nghị của Công an thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định về việc kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung, làm căn cứ để cơ quan điều tra thực hiện các hoạt động tố tụng theo quy định. Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định, chúng tôi không bao che, giấu giếm, dung túng cho tội phạm và xử lý quyết liệt, không có vùng cấm. Bất kể người đó là ai theo đúng chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an. Dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội bày tỏ quan điểm. Với thông tin diễn biến của sự việc cho thấy hành vi của đối tượng này là rất manh động, thể hiện thái độ coi thường pháp luật. Vụ việc giống như kịch bản trong phim hành động mà ít xảy ra trong thực tế ở Việt Nam hành vi của đối tượng là bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Đây là tội phạm hình sự đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp tài sản của người khác, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do thân thể của công dân, đe dọa uy hiếp đến tinh thần, sức khỏe, tính mạng của nạn nhân và những người khác nên hành vi này là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Với số tiền có ý định chiếm đoạt 15 tỷ đồng, Đối tượng này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt có mức hình phạt cao nhất là tù trung thân theo quy định tại khoản 4, điều 169 Bộ luật hình sự năm 2015. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ Thanh Thanh xin chào và hẹn gặp lại.